Và khi tôi cách xa tháng năm học trò, còn nhớ ngày chia tay ấy buồn. Ngoài sân vườn rơi hồng trang kỷ niệm, chợt nhớ về những ngày xưa đã xa. Và hôm nay chúng ta đã quay trở về, bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn. Trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng. Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bạn thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha. Đi xa về nơi trái tim, và còn lại trong ta những tháng năm dài, nhớ về những thơ ấu kỷ niệm đã xa từ lâu. Giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn, em trong trang vừa lưu bút nơi. Thế gian có đổi thay, tháng năm có phai, ta sẽ mãi nhớ đến nhau. Rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn. Trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Ngày xưa đó mãi mãi. Trong không khí vui mừng phấn khởi của buổi hội ngộ và tri ân hôm nay, được gặp lại thầy, gặp lại cô, gặp lại bạn bè, được đứng dưới mái trường mến yêu, chúng em vô cùng bồi hồi và xúc động. Những kỷ niệm 15 năm trước bóng ùa về, cảm xúc thật là bồi hồi đến lạ. Lời đầu tiên, thay mặt cho toàn thể các bạn trong khóa, em xin gửi lời chúc sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đến toàn bộ thầy cô giáo. Trong niềm vui hân hoan những ngày hội này, em xin kính chúc thầy cô giáo luôn luôn dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Xin gửi tới lời chúc toàn thể các bạn trong khóa ta, chúc các bạn và gia đình vạn sự như ý, thành đạt và thành công. Giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ ấy. Đâu đâu biết đâu rồi, ngày bạn và tôi vẫn thường đến lớp. Giờ tìm nơi đâu còn lại đây chút nắng hồng ngây ngô bằng lăng kính. Vẫn nhớ hoài những ngày thơ ấu, ta vui chơi dưới sân trường. Nhưng giờ đây xa nhau mất rồi, bạn thân ơi chớ quên. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng. Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Xin cảm ơn ban tổ chức
ban liên lạc đã báo cho thầy và thầy cũng rất vinh dự có mấy cái lời phát biểu cảm tưởng, hay thực sự là vui. Và cũng xin cảm ơn ban tổ chức, ban liên lạc đã kết nối và hôm nay các bạn từ khắp mọi miền của Tổ quốc đã về đây dự cái buổi hội ngộ sau 15 năm các em tốt nghiệp ra trường. Chúc cho cuộc hội ngộ của các em hôm nay thành công tốt đẹp và mong muốn rằng cái sự kết nối của em ngày càng lan tỏa nhiều hơn nữa để những hội ngộ lần sau là sẽ đông đủ hơn và hoành tráng hơn. Xin hết. Xin chào các bạn, mình là Xuân, thành viên của lớp 12C khóa 0508. Hôm nay đến đây gặp lại các bạn, tâm trạng háo hức, vui mừng, không biết nói gì hơn. Chúc cho các bạn sức khỏe, thành công. Tạm biệt. Ngày hôm nay thì nói chung là mình không có cái điều gì để diễn tả được. Nói chung là mình rất là vui. Mình chúc cho sự gặp mặt hồi ngộ ngày hôm 15 năm ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Chúc cho tất cả các thầy cô và các bạn mạnh khỏe. Để chúng ta có thể gặp nhau sau 20 năm và 25 năm tiếp theo. Có lẽ chúng ta đã từng rất bận rộn với công việc, gia đình và cuộc sống, nhưng hãy dành chút thời gian để quay về bên nhau. Hãy để tâm hồn trẻ thơ chúng ta trỗi dậy. Như những ngày học trò đong đầy niềm vui và sự tò mò, chúng ta sẽ cùng nhau cười đùa, tâm tình và như ngày xưa, để lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong tấm lòng. Buổi họp lớp ngày không chỉ là dịp để gặp mặt, mà còn là cơ hội để tôi và bạn chúng ta cùng nhau tiến xa hơn. Chúng ta hãy hứa với nhau rằng dù thời gian trôi qua thế nào, chúng ta sẽ luôn gìn giữ tình bạn thân thiết và giữ mãi tình đoàn kết của trường Trung học Phổ thông Thiệu Hóa. Hãy về họp lớp cùng tôi, cùng nhau tái ngộ và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ chúng ta đã chờ đợi cả một thập kỷ. Bây giờ, hãy cùng nhau biến giấc mơ thành hiện thực. Hãy đến vì tôi và chúng ta là một gia đình trường Trung học Phổ thông Thiệu Hóa.